Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn cái tính năng ghép đơn vị thông minh. Ok. Trước tiên thì giới thiệu qua về cái phần ghép đơn vị, bởi vì mình đã có rất nhiều video clip hướng dẫn cách ghép đơn vị làm sao cho tối ưu nhất rồi. Và trong video clip này mình cũng sẽ vẫn nhắc lại, đó là đối với những anh em newbie hoặc là những anh em cày chay hoặc là những người mới chơi thì chúng ta nên tập trung vào 1 đến 2 đơn vị cụ thể thôi. Còn đâu chúng ta không nên nâng cấp dàn trải cũng như ghép dàn trải để hóa vàng cái A cao của mình. Như thế nó sẽ rất là khó để có thể khắc phục được cái tình trạng đó. Thế hóa vàng là tình trạng gì? Là tình trạng khi mà cái account của bạn có rất nhiều đơn vị 7.0, tức là 2 sao vàng như thế này, khác nhau. Giống như mình đang có đây là đơn vị Tiger 2 và đơn vị Jack Panther. Đó, đều là 7.0. Và mình thấy có rất nhiều người chơi cũng có thêm những đơn vị 7.0 khác nữa. Ví dụ như là pháo chống tăng 7.0, rồi là bộ binh 7.0 của cùng một phe. Điều này chính là sai lầm của rất nhiều người chơi, dẫn đến tình trạng là chúng ta không thể phát triển nổi cái account của mình, và khiến cho account của mình sẽ thua thiệt hơn so với những người chơi khác rất nhiều. Được chưa? Cho nên là trong cái quá trình mà mình ghép đơn vị thì chú ý tập trung là nâng cấp vào 1 trong 2 đơn vị. Đến khi nào mà nó lên được 7.1 như thế này thì là thành công và dừng lại. Được chưa? Còn đối với những người chơi mà chúng ta vẫn chưa xác định được đâu là đơn vị mà mình có thể đầu tư, đâu là đơn vị ưa thích của mình, hoặc là đâu là đơn vị mà cảm thấy là lựa chọn tốt nhất của mình, thì các bạn có thể dừng lại ở mức độ 6.1 như thế này, tức là 1 sao vàng và 1 vạch, để mình có thể trải nghiệm được trò chơi tốt nhất. Từ đó để xem là khả năng và sở thích của mình đến đâu. Đối với mỗi một đơn vị thì bạn sẽ có sở thích khác nhau, và khi đó bạn sẽ hiểu được vai trò của từng đơn vị trong các cuộc chiến khác nhau. Thì từ đó là mình sẽ có một cái bàn đạp để mình lựa chọn đơn vị cho nó chuẩn xác nhất. Được chưa? Còn không có bất cứ một đơn vị nào trong trò chơi game này là phế cả. Đấy, đơn vị nào nó cũng có năng lực và vai trò rất mạnh. Quan trọng là chúng ta nâng cấp, quan trọng là chúng ta sử dụng đơn vị đó đến đâu. Được chưa? Rồi quay trở lại cái nội dung chính của video này, là mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng cái tính năng là ghép đơn vị thông minh ở trong trò chơi. Thì để ghép được đơn vị thông minh thì nó sẽ yêu cầu một số lượng đơn vị nhất định để có thể ghép được, và nó sẽ chỉ hoạt động khi mà chúng ta có nhiều đơn vị ở trong kho đồ. Còn nếu như chúng ta có quá ít đơn vị thì nó lại không hoạt động được. Và như thế chúng ta ghép bằng tay thì nó sẽ nhanh hơn. Ghép bằng tay là như thế này, chúng ta chọn lần lượt để nâng cấp. Đó. Còn đối với cái trường hợp ghép thông minh thì chúng ta sẽ ghép như thế này. Rồi, mình đang muốn có thêm một đơn vị Tiger 2 7.0 nữa, thì nó sẽ xuất phát từ những cái đơn vị xe tăng hạng nặng. Đó, đây xe tăng hạng nặng mình chọn đây. Và khi chọn được xe tăng hạng nặng thì nó sẽ có một cái nút là Smart ghép đơn vị thông minh ở góc này. Thì chỉ việc kích vào đây, nó sẽ hiện ra được cái bảng này. Ở trong bảng này thì nhiệm vụ của các bạn chỉ việc lựa gạt cái thanh di này để tăng cấp độ sao mà mình muốn có kết quả. Ví dụ mình muốn có kết quả là 6.1 sao hoặc là 7.0. Khi mà mình chọn 7.0 thì hệ thống báo rằng không có một đơn vị nào đủ điều kiện để cho mình lên được đơn vị 7.0 cả. Thì lúc đó chúng ta có thể tính toán lại cái phần cấp độ để ghép. Cái thứ hai là chúng ta có thể sử dụng tính năng lọc để đưa ra những lựa chọn cho hệ thống tự động ghép. Với những cái lựa chọn là mình có thể chọn là những đơn vị và cấp độ sao 4 sao, 4.1, 5, 5.1, 6, hoặc là thậm chí dùng cả các đơn vị 6.1. Đó. Rồi là chủng loại quân, là dùng bộ binh, xe tăng hạng trung, xe tăng hạng nặng, rồi diệt tăng, xe tăng hạng siêu nặng, pháo chống tăng hoặc là máy bay và máy bay ném bom. Thế ở đây có một số cái tình huống là hệ thống nó tự động bỏ đi để giúp bạn không bị nhầm lẫn hoặc là sai sót trong cái quá trình mà
mà mình ghép. Thì ví dụ những đơn vị mà có phải yêu cầu thẻ 5 sao thì mới xuất hiện, ví dụ như xe tăng hạng siêu nặng hoặc là máy bay ném bom. Nó cho rằng đây là những cái đơn vị quý giá mà bạn không nên ghép thì nó cũng không tự động tích vào đây. Còn nếu như mà bạn muốn ghép thì chúng ta chỉ đơn giản là tích vào, thì hệ thống nó sẽ lấy trong cái kho đồ của chúng ta gồm có cả cái con SH này để ghép vào đơn vị xe tăng hạng nặng của chúng ta, được chưa? Đó. Phần bên dưới này là nó sẽ sử dụng những đơn vị đã được ghép trước đó làm bàn đạp để nâng cấp lên cái đơn vị cao nhất của mình, được chưa? Thế thì sau khi mà mình lựa chọn xong, sau đó thì mình chỉ việc nhấn nút confirm là hệ thống sẽ tự động ghép cho mình từ đơn vị là 4.1 lên đến 6.1 rất nhanh. Đó. Ok. Rồi, tương tự như vậy là đến cái giai đoạn này thì mình có thể tự động là mình chọn lựa những cái đơn vị bằng tay, hoặc là chúng ta cũng có thể nhấn vào nút quick ghép nhanh để tự động ghép nhanh các đơn vị mà nó đã có sẵn từ trước. Đó. Rồi, mình đã có thêm một cái đơn vị là 7.0. Và khi mà mình có đủ 3 đơn vị 7.0 thì mình hoàn toàn có thể nâng cấp lên đơn vị 7.1. Đó, đây chính là mục tiêu cuối cùng của tất cả những người chơi mới. Đó là mình phải đặt mục tiêu ghép được đến cái đơn vị này thì mới dừng lại. Và dừng lại thì mình có thể chuyển sang các đơn vị khác, để từ đó mình có nhiều lựa chọn hơn, mình có thể trải nghiệm trò chơi game này nhiều hơn dưới góc độ nhiều đơn vị hơn. Đó. Đó. Là mình đã có 2 đơn vị 7.1 và mục tiêu tiếp theo là mình sẽ phải đưa đơn vị là diệt tăng này lên 7.1. Mình đang có một đơn vị diệt tăng này rồi. Đó, mình sẽ nâng cấp tiếp đưa lên thành 7.0. Vậy là mình sẽ chỉ còn thiếu một đơn vị diệt tăng 7.0 nữa thôi. Đó. Nhá, nhớ nhá, trong kho đồ của các bạn luôn luôn phải có 3 cái đơn vị giống nhau thì chúng ta mới có thể ghép được vào một đơn vị cấp sao cao hơn như thế này. À, nhá. Nhưng mình đừng để bỏ, mình đừng ghép quá nhiều loại khác nhau của 7.0, như thế là không tốt lắm đâu. Được chưa? À, rồi, ok, thì em thử test thử cho các bạn thế này hết. Mình sẽ dùng cả máy bay ném bom và máy bay tiêm kích để đưa vào. Đó, thì sau khi mình tăng cái giới hạn tìm kiếm của hệ thống lên là dùng cả đơn vị máy bay ném bom và đơn vị máy bay tiêm kích thì hệ thống đã có thể ghép được lên đến 7.0, nhấn confirm. À, vậy là mình cũng lại có thêm một cái đơn vị là 7.1 nữa. Đó, như vậy là khi chúng ta đã có 3 đơn vị 7.1 như thế này là hoàn toàn bạn có thể chuyển sang các đơn vị khác, hoặc là đưa một trong 3 đơn vị này lên đến 7.2. Đây là mức cuối cùng của trong trò chơi game này. Và nhiệm vụ của bạn là phải đưa được đến cái cấp độ này thì chúng ta mới có khả năng tiến hóa được lên hiện đại bạn nhé. Chứ còn nếu không, 7.1 vẫn không làm được gì cả đâu. Đó, thế thì lên đến đây rồi bạn hoàn toàn có sự lựa chọn là chúng ta chọn đơn vị nào, đấy là do quyền của chúng ta. Và hy vọng là ở giai đoạn 7.1 bạn đã có khả năng trải nghiệm trò chơi và nhận định được xem đơn vị nào là đơn vị khiến đem lại cái sở thích cho bạn nhất và niềm vui cho bạn nhất, để chúng ta có một cái đơn vị mạnh mẽ, một cái đội hình chuẩn, được chưa? Tương tự như vậy là bạn có thể áp dụng điều này cho những cái phe khác, ví dụ như là phe đảng trật tự hoặc là liên minh tự do. Ok, rồi clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.